Với một nền thể thao đang phát triển như Việt Nam, việc đào tạo ra những vận động viên tầm cỡ quốc tế không phải là chuyện dễ dàng khi mà cơ sở vật chất cũng như đội ngũ chuyên gia của chúng ta chỉ được đầu tư bài bản một cách nghiêm túc. Vì thế từ trước đến nay, thể thao Việt Nam đã chứng kiến hàng loạt ngôi sao đã cố gắng vươn lên từ nghèo khó, khổ cực để chạm tay đến vinh quang. Nhưng trường hợp của vận động viên cầu lông Nguyễn Tiến Minh thì lại là ngoại lệ. Vào ngày 12 tháng 2 năm 1983, trong một gia đình khá giả giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa tráng lệ, có một cậu bé đã chào đời trong niềm vui sướng hân hoan của người thân. Nhưng không ai trong số đó có thể tưởng tượng được rằng cậu bé đó sau này trở thành một trong những tượng đài bất tử và huyền thoại của làng cầu lông Việt Nam. Ngay từ khi bắt đầu làm quen với bộ môn này, cậu bé Nguyễn Tiến Minh đã bị cuốn hút bởi những cú đập đầy uy lực, những đường cầu ảo diệu và sự di chuyển linh hoạt, dẻo dai của đôi bàn chân. Ngay từ khi 10 tuổi, Tiến Minh đã đạt hạng nhất giải cầu lông cấp phường. Chính vì sự yêu thích này đã trở thành một niềm đam mê bất tận. Và khi đủ 18 tuổi, Tiến Minh đã quyết định bắt đầu sự nghiệp trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thay vì tiếp tục với con đường học vấn theo mong muốn của gia đình. Với khát khao thể hiện cùng với ý chí quyết tâm của mình, anh đã được chọn vào đội tuyển quốc gia năm đó. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Minh chưa thực sự được biết đến khi năm 2002, ở tuổi 19, anh giành thắng lợi trước tay vợt kỳ cựu Nguyễn Phú Cường để đoạt huy chương vàng ở nội dung đơn nam tại giải vô địch quốc gia. Cũng trong năm này, Tiến Minh chính thức có tên trong danh sách của Liên đoàn cầu lông thế giới. Trong vòng 5 năm, từ 2002 đến 2006, Tiến Minh đã có sự tiến bộ vượt bậc về thứ hạng khi anh nhảy vọt từ hạng 252 vào trong top 50 thế giới. 2 năm sau đó, Tiến Minh có vị trí thứ 28 thế giới và giành được một suất tham dự Olympic Bắc Kinh 2008. Sang năm 2009, Tiến Minh đã gây bất ngờ tại giải cầu lông Singapore mở rộng 2009 khi vượt qua tay vợt số 1 thế giới thời điểm đó là Lee Chong Wei với tỷ số 2-1 để bước tiếp vào vòng tứ kết. Rất tiếc sau đó, Tiến Minh không thể vượt qua tay vợt Bao Chun Lai của Trung Quốc và đành ngậm ngùi về nước. Mặc dù không thể tiến vào sâu hơn nữa, nhưng qua giải đấu này, Tiến Minh đã thể hiện rõ tiến bộ cũng như lối chơi thông minh của mình và cho thấy tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai. Chỉ sau đó một tháng, tại giải Grand Prix Thái Lan mở rộng, Tiến Minh đã giành được chiến thắng cực kỳ xuất sắc trước tay vợt chủ nhà là Pusat Bosana để lên ngôi vô địch. Sau khi lên ngôi ở giải Thái Lan mở rộng, Tiến Minh còn lên đường sang Nhật Bản tham gia giải Nhật Bản mở rộng và một lần nữa anh lại gác vợt trước đối thủ kỳ rơ Bao Chun Lai ở bán kết. Trong những tháng cuối năm 2009, Tiến Minh đã làm nên kỳ tích khi lọt vào top 7 kỳ vật mạnh nhất thời điểm đó. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Tiến Minh chính là lọt vào top 4 thế giới vào đầu năm 2010. Trong vòng 2 năm, 2011 và 2012, thành tích của Tiến Minh không có gì nổi bật khi anh chỉ vô địch ở một số giải đấu nhỏ lẻ như Việt Nam mở rộng năm 2011 hay bị loại ngay từ vòng 1 sau khi đứng nhì bảng D với một trận thắng và một trận thua tại Olympic London 2012. Năm 2013, trong giải vô địch cầu lông thế giới diễn ra tại Trung Quốc, Tiến Minh đã lỡ hẹn với trận chung kết khi thua huyền thoại cầu lông Linda ở trận bán kết và chấp nhận với tấm huy chương đồng. Một năm sau đó, anh đã phải dừng bước khi thất bại trước tay vợt số 1 thế giới thời điểm đó là Lee Chong Wei sau 3 set đấu giằng co đầy kịch tính. Cũng trong năm này, anh đã giành thêm một tấm huy chương vàng ở giải Mỹ mở rộng. Năm 2016 có lẽ là một năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Tiến Minh khi anh trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam 3 lần tham dự Olympic cũng như lên xe hoa với Vũ Thị Trang, tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam lúc bây giờ. Bộ đôi vàng của làng cầu lông Việt bắt đầu quen nhau từ những năm 2010. Ban đầu họ chỉ coi nhau là những người anh em thân thiết khi có dịp gặp gỡ ở các giải đấu lớn nhỏ. Dần dần, tình cảm ấy được phát triển sâu hơn với những lần đi tập huấn chung cùng nhau. Và sau giải Olympic, Tiến Minh cũng có dự định giải nghệ, chuyển sang làm công tác huấn luyện. Nhưng chỉ một năm sau đó, Tiến Minh đã giành chức vô địch tại giải cầu lông quốc tế Sibutra Hà Nội sau khi có một màn ngược dòng trước đối thủ Khosit Phebrahdap của Thái Lan. Và 2 năm sau đó, Tiến Minh đã lần đầu tiên được huy chương đồng giải vô địch cầu lông châu Á sau khi thất bại trước tay vợt số 1 thế giới là Kento Momota. Không ngoa khi nói Tiến Minh là vận động viên cầu lông xuất sắc nhất mà Việt Nam từng sản sinh. Thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới mà anh từng đạt được là hạng 4 vào năm 2010. Với việc được tham dự Olympic Rio 2016, Tiến Minh đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi trở thành vận động viên đầu tiên tham dự 3 lần sân chơi Olympic. Tiến Minh được bình chọn và trao giải thưởng của báo chí là một trong những vận động viên tiêu biểu Việt Nam trong các năm 2004, 2007 và 2008. Năm 2011, anh được nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3 sau những đóng góp cho cầu lông Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. 11 lần liên tiếp vô địch cầu lông đơn nam quốc gia.
với những thành tích đã đạt được trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Tiến Minh xứng đáng có tên trong danh sách huyền thoại thể thao Việt Nam. Anh đã làm rạng danh lá cờ đỏ sao vàng trong những trận cầu thi đấu đầy kiên cường và quyết tâm. Ngoài ra, kể từ khi Tiến Minh bắt đầu nổi tiếng bởi tài năng xuất chúng như vậy, cầu lông cũng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các thế hệ trẻ Việt Nam. Hiệu ứng này đang giúp cho Việt Nam có một lứa thế hệ kế thừa đầy tiềm năng trong thời kỳ hậu Tiến Minh. Bất kỳ tay vợt trẻ nào cũng đều khao khát một lần được đánh bại người đàn anh trong các giải đấu chính thức. Vì điều này mới chứng tỏ họ có tiềm năng để phát triển sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong tương lai như những gì mà Tiến Minh đã từng làm với người đàn anh Nguyễn Phú Cường ở độ tuổi 19. Nổi tiếng là thế, nhưng mỗi khi ra nước ngoài thi đấu, anh thật sự cô độc khi phải lo toan tất cả. Trong khi nhìn xa các vận động viên khác, thì bọn họ đều có một đội ngũ hùng hậu đi theo để hỗ trợ. Ngay cả một kỳ Thế vận hội quan trọng như Olympic 2016, thì Tiến Minh vẫn phải thi đấu trong điều kiện không có huấn luyện viên hay chuyên gia nào đi cùng. Ngay cả các đối thủ cũng ngạc nhiên về điều này và còn cho rằng nếu Tiến Minh được sinh ra một quốc gia khác, có một nền thể thao phát triển hơn, đặc biệt là về cầu lông, chắc chắn con đường của Tiến Minh sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nhưng Tiến Minh chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này khi anh cho rằng Việt Nam còn nhiều vận động viên ở các môn thể thao khác còn khó khăn hơn anh, và khi thi đấu, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào mang vinh quang và chiến thắng về cho nước nhà. Chính vì sự giản dị và khiêm nhường này đã giúp Tiến Minh nhận được sự yêu quý của rất nhiều người hâm mộ. Ngoài ra, điều đó làm nên một huyền thoại trong làng cầu lông Việt Nam chính là sự chăm chỉ và chịu khó. Trong suốt 20 năm cầm vợt, Tiến Minh gần như chưa bao giờ bỏ bất kỳ buổi tập nào, kể cả hôm đó là trời mưa, đường ngập, bão bùng, để tập luyện một động tác khó hay sửa một lỗi đánh sai, anh phải tập đi tập lại để khi nào hoàn thành nhuần nhuyễn mới thôi. Sự chuyên nghiệp của Tiến Minh còn thể hiện ở chỗ mỗi lần đi ăn nhà hàng hay dự tiệc cùng với gia đình đồng nghiệp, Tiến Minh luôn từ chối những đồ uống có cồn, và anh cũng chưa bao giờ đặt chân tới những địa điểm ăn chơi không tốt cho sức khỏe. Mặc dù Tiến Minh không có lợi thế về thể hình như bao vận động viên khác, nhưng anh sở hữu một lối đánh rất khó chịu, những pha điều cầu hiểm hóc, những pha chém cọc sát lưới cùng với sức bền và sự giáo da đáng kinh ngạc luôn làm cho mọi đối thủ phải ngạo ngán. Thậm chí có những vận động viên cao hơn Tiến Minh hẳn một cái đầu nhưng cũng không thể làm gì được anh. Tiến Minh biết rõ những điểm mạnh cũng như điểm yếu của các đối thủ để có thể đưa ra một giải pháp tối ưu nhất cho từng trận đấu. Một điều khá thú vị trong sự nghiệp của Nguyễn Tiến Minh là anh lập nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử cầu lông thế giới về số pha chạm cầu. Cụ thể, trong giải vô địch thế giới năm 2013, trong trận đấu tứ kết giữa Nguyễn Tiến Minh và Jorgensen của Đan Mạch, hai vận động viên đã cống hiến cho khán giả một pha cầu vô cùng kịch tính ở thời điểm cả hai đã kiệt quệ trên một trận đấu căng thẳng kéo dài. Nó trở thành pha đôi công dài nhất trong lịch sử cầu lông thế giới ở nội dung đơn nam với tổng cộng 108 lần chạm vợt. Trong phần cuối của video này, xin mời các bạn thưởng thức lại 108 lần của pha chạm cầu đỉnh cao này để thay cho lời chào tạm biệt và tôn trọng cực kỳ của cảm thể thao dành cho gương mặt vàng trong làng huyền thoại cầu lông Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh.